Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua nằm bệnh viện nhiều hơn là ở nhà và nằm nhiều hơn ngồi. Và tất cả mọi việc thì đều giao lại cho đàn em của mình là ông Trần Quốc Vượng. Trong khi hiện tại ông nằm bệnh viện và vẫn hưởng lương của hai chiếc ghế quyền lực nhất của Việt Nam, mọi việc, tất tất mọi việc đều giao cho Nguyễn Xuân Phúc đứng mũi chịu sào. Còn những công việc về bên đảng thì ông giao cho đệ tử ruột của mình là Trần Quốc Vượng, người là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Tổng Bí thư Đại hội 13 sắp tới. Là ông là thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng thay thế ông Nguyễn Phú Trọng giải quyết những công việc hàng ngày. Trọng trách của ông là làm những việc sắp xếp nhân sự của Đảng cho Đại hội Đảng 13 sắp tới. Và trong nhiệm vụ của mình như vậy, ông Vượng đã ký khá nhiều các chỉ thị mang nội dung giật lùi của những chính sách cách đây 20 năm. Người ta còn nhớ cách đây không lâu, ông Vượng đã ký chỉ thị đẩy mạnh kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, làm dư luận quá mức ngạc nhiên và kinh sợ với cái hợp tác xã đã đi vào dĩ vãng này vì tính cách phản tiến hóa của nó trong đời sống kinh tế. Khoảng một tuần sau, ông Vượng ký tiếp chỉ thị thúc đẩy cán bộ và người dân tích cực mua báo đảng và đọc báo đảng. Một điều mà ngay chính những tờ báo đảng đang theo cái đuôi nhân dân như Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cũng không dám tin. Không dừng lại ở đó, ngày 16 tháng 4 năm 2020 vừa qua, ông Vượng lại cho ra đời chỉ thị số 44 chỉ đạo các cấp ủy đảng, bộ máy chính quyền và các cơ quan mặt trận tổ quốc về việc phải đổi mới, nâng cao chất lượng và nghiên cứu, học tập sách lý luận, sách chính trị. Ông cũng phê phán loại sách lý luận chính trị còn ít và không có giá trị cao về lý luận và thực tiễn đời sống. Mặt khác, đội ngũ nghiên cứu lý luận còn thiếu chuyên gia và có trình độ cao về chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh để có thể biên soạn sách chính trị thật nhiều. Ý của ông Vượng là các loại sách báo về lý luận chính trị hiện nay còn quá nghèo nàn, thiếu lý luận sắc bén, viết nhảm nhí. Đó là lý do mà khiến cho đảng viên và quần chúng không mua, không đọc và sách bị ế ẩm. Có thật là như thế hay không? Và theo thực tế thì nếu như những loại sách chính trị này có phát không cho người dân cũng không muốn đọc, chứ nói gì đến chuyện là các đảng viên bỏ tiền ra để mua chúng. Còn người dân thì chắc chắn không ai muốn đọc những cái thứ sách như vậy. Nói một cách tổng quát là ở Việt Nam, tất cả các loại sách báo hay những bài viết lôi cuốn được nhiều người đọc không do có lý luận chính trị Mác Lê hay không. Độc giả chỉ chú trọng đến phần nội dung của quyển sách hay bài viết phục vụ gì và có đáp ứng được gì cho nguyện vọng của quần chúng hay không thì người ta mới ham thích tìm đọc. Huống chi với những cái loại sách lý luận chính trị của Đảng vừa khô khan vừa vô bổ thì còn ai muốn đọc nữa. Và chăng hàng ngày những chiếc loa phường vẫn già dạ bên tai Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm thì đọc sách chính trị cũng hóa ra nhàm và nhảm. Ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản ra đời ở châu Âu vào thế kỷ 19 của thế kỷ trước và giải thích về và đáp ứng được sự thất vọng của giai cấp công nhân chưa thích ứng được với những thay đổi trong quan hệ sản xuất mới khi nền công nghiệp Tây phương đang trên đà phát triển. Chủ thuyết ấy được Liên Xô, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Âu khác lấy làm nền tảng tư tưởng cho phong trào cộng sản, tạo sự liên kết để tìm con đường phát triển đất nước một cách nhanh chóng, hầu đuổi kịp khối tự do. Nhưng sau một thời gian dài được khai thác triệt để, lý thuyết cộng sản đã bộc lộ nhiều nhược điểm và công trình chỉ có sức hấp dẫn quần chúng lúc đầu với những giá trị giả tạo, phi thực tế của con đường tiến lên chủ nghĩa phồn vinh. Mệnh danh xã hội chủ nghĩa, đó là lý do cắt nghĩa sự thoái trào và tan vỡ của chủ nghĩa cộng sản đã giúp cho các quốc gia nêu trên nhìn lại kịp thời, tìm con đường phát triển riêng cho mình. Việt Nam trước đây cũng như các quốc gia thuộc địa khác, trước hoàn cảnh khắc nghiệt của dân tộc, một số lãnh đạo chống Pháp đã nhập cảng chủ thuyết cộng sản, khoác lên chiếc áo chủ nghĩa yêu nước và lôi kéo được quần chúng về phía mình.
Sau khi nắm được quyền lực do nhu cầu tồn tại độc quyền và lâu dài, họ tiếp tục coi giáo điều cộng sản là chân lý, bất chấp sự kiện chủ nghĩa xã hội đã chết và giờ đây chỉ còn là một mớ lý thuyết bầy nhầy hoang tưởng. Sự tô vẽ cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh như Đảng Cộng sản Việt Nam giao giảng hiện nay là chuyện hài hước, vì chính ông Hồ Chí Minh đã tự nhận không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng Mác Lê. Nhưng chuyện hài hước ấy vẫn được Đảng đề cao nhằm giúp các đảng viên như một thứ bùa ngải để bám víu vào đó, tiếp tục biện minh cho sự độc tôn quyền lực chính trị lẫn kinh tế, bóp chết các quyền tự do của người dân. Thật ra, sách báo lý thuyết chính trị của Đảng Cộng sản từ trước đến nay cũng không phải là ít. Ngoài những cây bút ăn lương tháng của các cơ quan như Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày đêm nặn óc viết những cuốn sách theo ý đảng, người ta còn thấy những công trình đồ sộ về lý luận Mác Lênin khác. Điển hình như Lê Duẩn tuyển tập, Hồ Chí Minh toàn tập hay sách dịch Lênin toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Ngay cả một tổng bí thư xuất thân ngành lâm nghiệp cũng đóng góp vào sự nghiệp lý luận của Đảng bằng Nông Đức Mạnh tuyển tập, gồm 4 cuốn dày cộm. Tác giả của chúng là những nhân vật một thời là lãnh đạo cao cấp trong Đảng, nên khả năng viện dẫn kinh điển Mác Lê rất hùng hồn, vẽ ra con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đầy vinh quang để dù ngụ quần chúng nhân dân. Cần nhìn nhận một sự thật là đại đa số các đảng viên Cộng sản chẳng mấy ai dám đọc qua những tuyển tập và toàn tập này, ngoại trừ bị nhồi nhét trong những lớp học gọi là bồi dưỡng chính trị. Lẽ dĩ nhiên, người dân thì đâu ai thèm đọc những mớ lý luận hoang tưởng hoàn toàn vô bổ đó, vì nó quá xa rời với thực tiễn cuộc sống xã hội và nhất là đã bị lỗi thời. Cái mà người dân cần đọc là những trào lưu tư tưởng mới mẻ, phong phú, những bài viết sách báo phát huy dân chủ trong đời sống của công dân, phát huy tính nhân bản trong giáo dục và quyền làm người, quyền được sống. Trong một môi trường xã hội công bằng, lành mạnh, đó là nhu cầu thiết yếu của một đất nước tiến bộ và bất cứ nhà cầm quyền nào cũng phải hiểu, thấu, hầu cai trị một cách thành công. Nhưng những điều này ở Việt Nam chẳng những không có mà còn bị cấm đoán, thậm chí nếu như có truyền đạt hay phổ biến lập tức bị chế độ bắt và cầm tù. Chính vì thế mà mặc dù nắm độc quyền viết, xuất bản, phổ biến, nhưng những sách tuyên truyền của chế độ cũng chỉ in ra để làm cây kiểng trên giá sách, với những lý luận một chiều nhằm mục tiêu tô vẽ hình ảnh Đảng Cộng sản được lặp đi lặp lại, càng làm lộ rõ sự lỗi thời, bế tắc, nên người đọc và ngay cả đảng viên cũng chẳng ai quan tâm. Do đó, chỉ thị 44 của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ngoài việc giúp thêm công ăn việc làm cho đám văn nô của Đảng còn trong thời buổi kinh tế thị trường, nhưng quan trọng hơn là ông Vượng muốn làm an lòng nội bộ Đảng là sẽ tiếp tục đi theo con đường Hồng Hơn Chuyên sau khi thay thế Nguyễn Phú Trọng. Nhiều cánh cửa mở để Việt Nam xử Trung Quốc trên Biển Đông. Một loạt động thái mới đây của Trung Quốc tại Biển Đông cho thấy Bắc Kinh tiếp tục lợi dụng thời điểm thế giới bận rộn để đối phó với đại dịch virus Vũ Hán để bắt nạt các nước Đông Nam Á có chung tranh chấp biển, chủ quyền Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, người láng giềng hữu nghị và cũng là một đồng minh ý thức hệ cộng sản với Trung Quốc. RFI mới đây đã giới thiệu và phân tích bài đăng trên chuyên san Nhật Bản tờ Diplomat ngày 5 tháng 5 2020. Chuyên gia phân tích phòng Direct Grossman thuộc Rand Corporation, giảng viên trường Đại học Mỹ Silver City of Southern California, một người theo dõi sát tình hình Biển Đông, trong đó tác giả đề xuất những kế sách nhằm giúp cho Việt Nam đẩy lùi tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trước hết, tác giả khẳng định phản đối suông không thay đổi được hành vi xấu của Trung Quốc. Các hành vi gây căng thẳng của Trung Quốc đã bị Việt Nam công khai phản đối bằng con đường ngoại giao, nhưng theo chuyên gia Mỹ, các tuyên bố đó vẫn không thay đổi được hành vi xấu xa của Trung Quốc. Vì vậy, câu hỏi hiển nhiên là ngoài việc công khai tỏ thái độ bất bình, Việt Nam có thể làm gì khác để kiềm chế sự quyết đoán của Trung Quốc trong tương lai?
Chuyên gia Grossman nhắc lại rằng trong quan hệ Trung Quốc, Việt Nam vẫn chủ trương vừa hợp tác vừa đấu tranh, tức là luôn luôn tìm cách duy trì quan hệ song phương hữu hảo và hữu ích với Bắc Kinh, nhưng đồng thời kháng lại Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông và một số các vấn đề khác. Vấn đề mà chuyên gia Mỹ đặt ra là vế hợp tác đã được Việt Nam coi trọng hơn quan hệ Trung Quốc, vốn đã được nâng lên thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong số 3 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam có Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, duy nhất Trung Quốc được ghi nhận là đối tác hợp tác. Rõ ràng là sau cuộc đối đầu Việt-Trung kéo dài hàng tháng trời ở năm ngoái ở khu vực Bãi Tư Chính, Hà Nội cần phải suy tính đến những phương thức mới trong việc đấu tranh chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Một trong những phương thức mới mà ông Grossman đề xuất là công khai tỏ thái độ bằng cách đình chỉ một số hợp tác với Trung Quốc. Chuyên gia Mỹ ghi nhận là cho đến nay Việt Nam vẫn chủ trương tách biệt vấn đề Biển Đông ra khỏi các lĩnh vực hợp tác khác với Bắc Kinh, không để cho phản ứng của mình đối với hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông phá vỡ các thành phần khác trong quan hệ song phương. Một ví dụ, ngày 21 và ngày 23 tháng 4 vừa qua, Việt Nam quyết định vẫn cùng với Trung Quốc tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ bờ biển thường niên trong Vịnh Bắc Bộ. Theo ông Grossman, mặc dù Hà Nội và Bắc Kinh vào năm 2000 đã thỏa thuận về việc phân định Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam không có nghĩa vụ phải tiếp tục các cuộc tuần tra chung này. Thay vào đó, Hà Nội có thể gửi một thông điệp rõ ràng với Bắc Kinh rằng các lĩnh vực khác của quan hệ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực nhạy cảm của chính sách trên biển. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể quyết định chấm dứt tham gia sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc, một dự án mà chính Hà Nội cũng rất nghi kỵ, cả ở Việt Nam lẫn các nước láng giềng như Lào và Campuchia. Đối với chuyên gia Grossman, Việt Nam còn có nhiều lựa chọn khác để gửi tín hiệu đến với Trung Quốc. Hà Nội chẳng hạn có thể biến thành thực tế lời đe dọa gợi lên vào tháng 11 là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế về các yêu sách chủ quyền Biển Đông như Philippines đã từng làm vào hồi năm 2013 và được Việt Nam hỗ trợ vào năm 2014. Chuyên gia Grossman cho biết đã nghe thấy được một số nguồn tin từ chính phủ Việt Nam rằng khả năng kiện Trung Quốc đang được xem xét nghiêm túc. Trong lĩnh vực khác, Việt Nam cũng có thể quyết định là thôi không kiểm duyệt để cho các phương tiện truyền thông trong nước nói về các hành vi quyết đoán của Trung Quốc, qua đó hun đúc tinh thần Trung Quốc có thể đe dọa đến lợi ích kinh doanh của Trung Quốc tại Việt Nam. Hà Nội cũng là có thể hạ thấp vị thế đối tác của Trung Quốc, chỉ đơn giản là đối tác chiến lược toàn diện để cho thấy rằng quan hệ song phương đang bị ảnh hưởng do các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trong lĩnh vực quân sự, chuyên gia Mỹ cho rằng Việt Nam có thể học tập cách Indonesia đối phó với Trung Quốc trong vụ Natuna, sẵn sàng leo thang quân sự để buộc Bắc Kinh phải lùi bước. Trong một thời gian ngắn vào cuối tháng 12 năm 2019 và đầu tháng 1 năm 2020 ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna, quân đội Indonesia đã phản ứng mạnh mẽ trước việc lực lượng hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Jakarta đã cho triển khai tàu hải quân và máy bay chiến đấu đến khu vực và tàu Trung Quốc đã rút lui ngay sau đó. Theo ông Grossman, một phản ứng tương tự của Việt Nam có thể sẽ liên quan đến việc cho triển khai các tàu khu trục lớp Kripat, tàu ngầm lớp Kilo và chiến đấu cơ Su-30MMK để chứng tỏ quyết tâm, mà dù làm như vậy sẽ có nguy cơ xung đột rộng hơn và do đó cần có chừng mực cẩn thận. Ở mức thấp hơn, Việt Nam có thể triển khai lực lượng cảnh sát biển và dân quân biển vừa được xây dựng để tuần tra thường xuyên tại các vùng tranh chấp giống như cách mà Bắc Kinh đã làm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, phương án này rất tốn kém cho các nguồn lực vốn hiếm hoi của Việt Nam. Trên bình diện đa phương, Hà Nội cũng có nhiều phương án khả thi để tăng cường đấu tranh. Năm nay, Việt Nam vừa là Chủ tịch ASEAN, vừa là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Cho dù hồ sơ phối hợp hành động chống dịch virus Vũ Hán về cơ bản đã chiếm lĩnh chương trình nghị sự của ASEAN vào năm 2020, Hà Nội vẫn có thể tìm cách thúc đẩy thành viên hướng tới việc hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mang tính ràng buộc và pháp lý có lợi cho an ninh của Việt Nam. Hiện đang có tin đồn cho rằng Hà Nội có thể tìm cách gia hạn nhiệm kỳ chủ tịch của mình cho đến năm 2021 để có thêm thời gian để nắm giữ ảnh hưởng tại diễn đàn quan trọng này. Để làm được điều này, Việt Nam cần phải đạt được sự đồng thuận rất cao của tất cả các nước trong khu vực ASEAN. Giữ ghế chủ tịch ASEAN trong 2 năm liên tiếp, việc chưa từng có tiền lệ tại tổ chức đa phương này. Còn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã cho lưu hành một công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tương lai, Việt Nam có thể sẽ tiếp tục nêu bật hơn nữa vấn đề thông qua diễn đàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng có thể tìm cách tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác an ninh với các cường quốc. Ngoài các nước truyền thống như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp cũng có thể hỗ trợ Hà Nội ngăn chặn sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Mặc dù có rất ít khả năng Việt Nam tham gia nhóm bộ tứ Quad Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ để cùng tiến hành các cuộc tập trận quân sự hoặc tuần tra để biểu thị quyết tâm đoàn kết chống lại Trung Quốc ở khắp vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng Việt Nam có thể đóng vai trò đối tác, đối thoại với bộ tứ về các vấn đề Trung Quốc. Dẫu sao Việt Nam cũng đã tham gia nhóm Quad Plus cùng với New Zealand và Hàn Quốc để hợp tác về các nỗ lực chống dịch virus Vũ Hán. Một điểm đáng lưu ý là sách trắng quốc phòng mới nhất của Việt Nam công bố vào tháng 11 năm 2019 đã mở ra cơ hội tăng cường hợp tác an ninh với Hoa Kỳ. Tài liệu này nhắc lại chính sách quốc phòng 3-0 của Hà Nội, không liên minh, không có quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không liên kết với một nước để chống lại nước thứ ba, nhưng cũng lưu ý rằng tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Chuyên gia Crossman nhấn mạnh, Việt Nam sẽ xem xét việc phát triển các quan hệ quân sự và quốc phòng phù hợp và cần thiết với các nước khác. Đối với ông Crossman, trên tinh thần đó, Hà Nội hoàn toàn có thể nhờ Washington hỗ trợ thêm nếu hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông không thay đổi. Hà Nội có thể làm việc này dựa trên đà cải thiện quan hệ đáng kinh ngạc trong những năm gần đây với Washington. Mà một cái mốc quan trọng được ghi dấu tháng 3 vừa qua khi hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt ghé cảng Đà Nẵng. Đấy là lần thứ 2 trong 3 năm mà một tàu sân bay Mỹ đến thăm Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội có thể tìm đến các nước ASEAN có cùng chí hướng để được hỗ trợ. Trong những tháng gần đây, Philippines, Malaysia, Indonesia đều đã tức giận trước các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Có lẽ ba quốc gia này có thể tiến hành các cuộc tập trận quân sự hoặc tuần tra cùng nhau. Ý tưởng này đang được gợi lên một cách không chính thức ở Philippines. Một điều đáng ngạc nhiên là Philippines dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte, một nhân vật không hề giấu giếm lập trường thân Bắc Kinh, đã gửi 2 công hàm phản đối việc Trung Quốc lập 2 quận để quản lý Hoàng Sa và Trường Sa, và phản đối vụ tàu chiến của Trung Quốc chĩa hệ thống kiểm soát pháo về phía một chiến hạm của Philippines trên Biển Đông vào hồi tháng 2 vừa qua, mặc dù thời điểm gửi bị cho là hơi muộn so với thời điểm diễn ra sự việc. Hơn nữa, Philippines còn bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam sau vụ tàu cá bị đâm chìm và Hải quân Úc tập trận với các chiến hạm Mỹ ở một số khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Cựu chánh án tối cao Philippines mới đây còn đề xuất đóng cửa các viện khổng tử chừng nào Trung Quốc còn chưa chấp nhận phán quyết bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.